Thưa quý vị, tối qua ngày 7 tháng 12, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 5G5756 từ Manila, Philippines đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 177 hành khách Philippines đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình chào đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Đà Nẵng đã chuẩn bị nghi thức phun vòi rồng để chào đón du khách, đặc biệt là đánh dấu cột mốc lớn trong việc mở đường bay trực tiếp từ Manila, Philippines đến thành phố. Qua đó thu hút lượng khách của đất nước với hơn 100 triệu dân, có mức chi tiêu tương đối cao trong khu vực Đông Nam Á. Được biết, sau thời gian nghiên cứu và khảo sát thị trường, hãng hàng không Cebu Pacific Air đã đưa vào khai thác thường kỳ đường bay Manila, Philippines, Đà Nẵng với tần suất là 3 chuyến trên một tuần. Vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7, bằng tàu bay A320neo với sức chứa 188 ghế. I'm so happy there's a flight now from Manila. Tôi cảm thấy rất vui vì có đường bay thẳng từ Manila, Philippines đến Đà Nẵng. Trước khi đến thành phố, tôi phải di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội để bay trung chuyển tới Đà Nẵng. Tôi thấy rất tốt, yêu thành phố này và đợt này đến đây tôi muốn tham quan Bana Hills. Chương trình chào đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Manila, Philippines đến thành phố Đà Nẵng được diễn ra tại ga đến quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nghi thức cắt băng khai trương đường bay, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Ngoài ra, Sở Du lịch dành tặng các phần quà cho tất cả các hành khách trên chuyến bay này. 3 hành khách may mắn được nhận voucher vé máy bay khứ hồi chặng Manila, Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng đã tổ chức đón các đoàn farm trip lữ hành, press trip và KOL Philippines đến để trải nghiệm và khảo sát các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng, đẩy mạnh quảng bá du lịch Đà Nẵng. Tôi cảm thấy rất vui vì những tiết mục chào đón của thành phố tại sân bay. Bất kỳ du khách nào cũng có thể hòa nhập dễ dàng với không khí nơi đây. Chúng tôi được tặng nón lá, phần quà dễ thương. Tôi và ba tôi thực sự vui vẻ khi có mặt ở đây. Thời gian qua, Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá cũng như khôi phục và mở các đường bay quốc tế từ các thị trường trọng điểm và thị trường mới đến thành phố. Việc mở đường bay thẳng Manila-Đà Nẵng là kết quả thiết thực nhất từ việc tổ chức thành công diễn đàn đường bay châu Á Rooster Asia 2022. Thị trường Philippines là thị trường mới và thị trường rất quan trọng của ngành du lịch thành phố. Việc mở đường bay từ Manila, Philippines đến Đà Nẵng, Việt Nam sẽ tạo ra một cơ hội và một điều kiện tốt để chúng ta kết nối, trao đổi, thu hút khách du lịch của hai địa phương. Thời gian tới, ngành du lịch thành phố tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến quảng bá tại Philippines và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của hai quốc gia, hai địa phương có thể trao đổi, hợp tác khai thác nguồn khách giữa hai bên, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng.